Bài tiếng Việt lớp 1. Ngồi xuống, học bộ. Bài 5. Đọc bộ, đọc bộ. Bài tiếng Việt lớp 1. Tiếng Việt lớp 1. Khang đọc cho bố, cả hai đứa đọc cho bố luôn. Đọc. Tiếng Việt lớp 1. Tiếng Việt lớp 1. Đọc to lên. Bài 5. Bài 5. Cờ ô cô hỏi cổ. Cờ ô cô hỏi cổ. Cờ. Không, không phải. Đọc, đọc, đọc lại nào. Cổ. Cổ. Cờ ô cô hỏi không cổ. Được. Hà, chỉ không được, không được. Không được, không được. Không phải là cổ, không có chữ chữ đó. Đúng rồi. Đọc đi. Cờ. Cờ. Ô cô hỏi cổ. Ô cô hỏi cổ. Rồi, bây giờ mình học cái gì nữa?
Rồi, mình ôn lại nhá. Ôn lại các bài các bài mà mình vừa học từ bài bài 1 cho tới bài 5 luôn nhá. Hôm nay bài 5 mình nhớ rồi. Đấy, bây giờ mình ôn lại nhá. Học toán hả? Học tiếng Việt. Biết chưa? Rồi, bây giờ ôm lại nhá. Ôm lại là bố sẽ viết từ chữ chữ từ ôm lại nhá. Ôm là viết thế nào? Rồi. Có khi là có viết đúng chữ tạp quá. Tiếp tục nhá. Bài 1 là mình học chữ gì trước? Ôm. Không phải. Bài 1 là mình học cái gì? Bài 1 là mình học chữ. Chữ này chữ gì? Rồi, bài 1 là mình học chữ cờ. Xong rồi, chữ gì nữa? Chữ gì? Chữ A. Rồi, bài 1 là mình học chữ cờ và chữ A. Rồi, đọc thế nào? Đọc thế nào? Đọc thế nào? Cờ A. Rồi, A ca. Ca. Rồi, bài 1 là mình học chữ cờ, chữ A. Rồi, ghép lại với nhau là cờ A ca. Rồi, tiếp tục bài 2. Bài 2 là mình học thế nào? Cờ A ca phình. Bài 2 mình học thế nào? Cờ A. Không phải. Cờ A ca. Bài 2 là mình học gió huyền. Đấy, mình học gió này. Cờ A ca. Bài 2 là mình học gió huyền. Gió huyền với gió hội nhá. Cờ A ca huyền. À, mình học gió huyền với gió sát nhá. Nhớ chưa? Đây là bài 1 nhá. Rồi, từ này này là bài 1. Từ này, là bắt đầu từ này. Đây, từ đây là bộ sẽ viết bài 2. Đấy, bài 2 là mình tiếp tục vẫn là học chữ cờ và chữ A. Nhưng ở đây chữ cờ và chữ A, nhưng ở đây nó có cái dấu huyền vào. Đọc thế nào? Là cờ A ca huyền ca. Ca. Rồi, đúng rồi, bài 2 là ca. Ca. Rồi, tiếp tục mình học thêm một chữ nữa. Đây. Và thêm dấu sắc vào. Và đọc như thế nào? Cờ A ca sắc cá. Cờ A ca sắc cá. Cá. Rồi, đúng rồi. Đây là bài 2. Bài 3 là mình ôm lại à, mình đọc, mình kể chuyện thôi, đọc chuyện thôi là không có. Tiếp tục bài 4. Bài 4 là mình học thế nào? Cũng là tiếp tục là chữ cờ. Phải không? Tiếp tục là chữ cờ, nhưng mình không học chữ A nữa. Mình học chữ này là chữ gì? Chữ này là chữ gì? Chữ O. Chữ O là chữ nào? Cờ. Rồi, tiếp tục là mình lại thêm một chữ nữa là cũng là chữ O, nhưng mà mình lại thêm dấu mũ vào là đọc thế nào? Cờ O. Rồi, cờ O. Cờ O phải không? Không, cờ O thôi, có gió hỏi đâu. Cờ O. Cờ O. Đúng rồi, cờ O. Cờ O. Mới tới. Cờ O. Đây là bài 4 nha. Cô. Cờ O. Cờ O. Đây là bài 4 nha. Đây là bài 4 này. Bài, đây là bài 1. Thế bài 2, bài 3 nữa. Bài 2. Không có bài 3, bài 3 là bài để bài kể chuyện nên không có. Bài 4 này. Đây là tiếp tục là bài 5 nhá. Bài 5 hôm nay mình học là cái gì? Không, bài 5 hôm nay là mình học là cái gì? Nhớ không? Cũng là chữ cờ. Cũng là chữ cờ. Nhưng bây giờ là chữ cờ, nhưng mà nó lại như ở đây cô, nó cũng là chữ cô, nhưng mà nó có cái dấu gì? Có cái dấu hỏi. Dấu hỏi. Đọc như thế nào? Là cờ. Cờ. Cờ có hỏi cỏ. Cờ có hỏi cỏ. Rồi tiếp tục. Xong rồi đọc cờ. Mình thêm một từ nữa cũng là chữ cờ. Xong rồi mình thêm lại chữ ô, chữ mũ nữa. Rồi tiếp tục thêm dấu hỏi nữa. Đọc như thế nào? Cờ. Hỏi. Hỏi. Rồi tiếp tục lại đọc thêm nữa. Tiếp tục nữa. Chữ này chữ cũng là chữ cờ. Đúng không? Cũng là chữ cờ nhưng lại thêm một dấu nặng vào. Đọc như thế nào? Cờ. Cờ nặng cỏ. Rồi tiếp tục lại thêm vào chữ cờ nữa. Cũng là chữ cờ luôn nhá. Rồi. Đọc như thế nào? Cờ nặng cổ. Rồi đúng rồi. Tiếp tục thêm một chữ cờ nữa. Bây giờ nhá, mình thêm chữ cờ và chữ ô hết rồi. Bây giờ mình lại thêm một chữ A nhá. Mình thêm một chữ A. Cũng là chữ cờ nhá. Cũng là chữ cờ. Nhưng mình thêm chữ A vào. Cái AK. Và tiếp tục mình thêm dấu hỏi là đọc thế nào? Đấy, thêm dấu hỏi vào. Đọc đi. Cờ AK hỏi cả. Cờ AK hỏi cả. Rồi, rồi. Bây giờ nhá, mình đã thuộc và đã nhớ bài 1 cho tới bài 5 rồi. Bây giờ mình dừng ở đây. Chiều bố mẹ kiểm tra lại và đọc lại bài 5. Và sáng mai mình sẽ tiếp tục học bài 6 nha. Mình sẽ tiếp tục học lại bài 6 của lớp 1 nha. Thấy chưa? Rồi bây giờ tập cho bố một lần nữa là mình nghỉ ăn sáng nha. Tiếp tục. Đọc xong rồi nghỉ ăn sáng xong học tiếp hả? Đúng rồi, học ăn sáng xong rồi mình tiếp tục học bài toán của lớp 1, bài 4. Dạ con biết, con biết, con biết. Tiếp tục. Đọc chữ này chữ gì? Chữ cờ. Chữ cờ. Chữ A. Cờ A ca. Chữ cờ A ca. Số phiền. Số phiền. Số sát. Số sát. Cờ A ca huyền ca. Cờ A ca sắc cá, cá. Cờ A ca sắc cá, cá. Cờ A ca, cờ O cô. Cờ O cô, cờ O cô. Cờ O cô. Cờ. Dấu này, dấu thêm dấu này nữa. Dấu này. Bữa là thầy giáo đã gặp trường không biết sửa sai.
tử nha, bố viết sai rồi nhá. Bố là không phải giáo viên nên là bố viết nó sai chính tả. À, bố hay viết sai nhá. Giáo này xong rồi tiếp tục giáo này nhá. Trước tiên là mình học. Giáo này giáo gì? Giáo hỏi. Giáo nặng. Ê, giáo nặng. Rồi, tiếp tục đọc lại cho bố cái này. Rồi, vỗ tay đi nào. Vỗ đi. Rồi, hôm nay là mình đã xong bài 5 rồi, tiếp tục bài 1. Hôm lại bài 1 cho cái bài 5 là mình cũng thuộc hết và cũng nhớ hết luôn nha. Rồi, giỏi. Cái này rồi, nghỉ. Ăn trưa, à, ăn sáng. Tiếp tục nha, hôm nay về ôm lại bài toán lớp 1 bài 5 trong phạm vi 8 nha. Rồi bây giờ là cũng ghi rồi, con nó cũng ghi được hết rồi. Bây giờ cho con kiểm tra lại xem có đúng không nha. Bây giờ rồi, ghi vào 7 cái, lần ghi 7 cái vào xong rồi bố kiểm tra nhanh. Rồi. 1 cộng 7 sao bằng 7? Đúng chưa? Đúng chưa? Bằng bao nhiêu? 8 7 cộng 1 bằng 8, xong rồi 1 cộng 7 bằng bao nhiêu? Hả? À? 1 đúng chưa? Rồi, nghĩ vào. Ở đây nhá. Que tính dùng đũa luôn. Đấy, dùng que tính và tính toán. 6 cộng 2. Đúng chưa? Rồi, đúng rồi, tiếp tục. 2 cộng 6 bằng 8. Đúng rồi, tiếp tục đọc to lên. Đó là 3 cộng 5 bằng 8. Đúng rồi, tiếp tục. Đó là 5 cộng 3 bằng 8. Đúng rồi. 4 cộng 4 bằng 8. Đúng rồi. 8 trừ 7 bằng 1. Rồi, đúng rồi. Đó là thêm 8 trừ 1 bằng 7. Đúng rồi. Đó là 8 trừ 6 bằng 2. Đúng rồi. 8 trừ 2 bằng 6. Đúng rồi. 8 trừ 5 bằng 3. Đúng rồi. 8 trừ 3 bằng 5. Đúng rồi, chính xác luôn. 8 trừ 4 bằng 4. Đúng rồi, tiếp theo. 1 cộng 1 bằng 5. Đâu? 1 cộng 2 cộng 5 bằng 8. Đúng rồi. 2 cộng cộng 4. Cộng 4 bằng 8. Đúng rồi. 8 trừ 4 trừ 1 bằng 3. Đúng rồi, chính xác luôn. 8 trừ 2 bằng trừ 3 bằng 3. Rồi, đúng hết rồi. Rồi, tiếp tục. Đây là kết quả của đứa nhỏ, đứa em Úc. Đứa này là đứa nhỏ nhất luôn. Con viết cái gì đây? Hả? Mấy chữ này con viết cái gì? Ta viết 1, 2, 3, 4 cho đến 10 cho bố nha. Không đến rồi. Không muốn học toán với con. Rồi, tiếp tục con đi bằng kết quả cái bảng kia cho bố. Cái. Tiếp tục ở đây là kết quả. Đấy, bài kiểm tra là mỗi bài học ấy là sau mỗi bài học là mình phải có một phần kiểm tra như vậy nha. Rồi, khi nào mình làm được mấy bài kiểm tra như vậy xong rồi dần dần mình không quen nha. Rồi, tiếp tục. Bằng 8, rồi. Như nào nữa? Tiếp tục. Thêm 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, 6. Rồi, còn thêm cộng là 2 nữa, 2 cái nữa là đỡ nhà bằng. Bằng 8. Rồi, bằng 8. Ghi 8 vào. Đó phải bằng 9 không? Bằng 8 rồi, tiếp tục. Nếu là đó phải bằng là... Không biết, con tính đi. Tính cho bố đi. Phải bằng 9 không? Tính đi. Ở thêm 6 cái là đỡ đó nha, bằng 8. Rồi, tiếp tục. Rồi, bắt đầu là mình lấy bao nhiêu cây trước? Rồi, làm số mấy trước? 3, 6. Rồi, tiếp tục 3, rồi số 6 là lấy bao nhiêu cây? 2, 3, 4, 5, 6, 6 cây.
Rồi, đúng chưa? Bằng 9. Sao lại bằng 9? Con đếm đủ lại đúng đủ chưa? Số gì? Số 3. Số 3, cả bao nhiêu cây? 3 cây. Rồi, tiếp tục, mấy cây nữa? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? 3 cộng 5, rồi đếm lại bao nhiêu? Là bằng 8. Rồi, kết quả bằng 8, viết số 8 vào, để tự tính nha. Đang viết chưa? Con làm cái gì vậy? Học đi, lo mà học đi nha. Con tính nha, 8 trừ 6 sẽ là tính thế nào nhá. Có 2 cái rồi, bắt đi. Đâu, đâu, đâu. Đâu, còn cái 8 trừ 6 kia chưa có tính nè. Chờ 6. 6 rồi, phải là bằng 2. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Thôi bớt không? Tiếp tục. Thêm rồi. Có 7, có 8. 8 cái. Thêm trừ. Ui. Rồi. Rồi là trừ. Đi 5. 2, 3, 4, 5, 5. Có 5. 5 cái đủ rồi. Bớt đi bằng. Bằng 3. Có 8. 8. Trừ 3. Bớt đi 3. Cái là bằng 1, 2, với 3, với 4, với 5. Có 5 cái. Ở dưới số 5 rồi. Thành 8. Có 8 cái rồi. Trừ đi 4. Bớt đi 4 cái. Rồi. Xong. Thêm lại là bằng 4 nữa. Vậy số 4 là rồi còn đến này nhá. Thêm một. Ngồi đàng hoàng vào. Mà cái này ở dưới. Dưới đi. Còn một cái. Qua thêm hai. Một cộng rồi thêm hai. Hai cái hả? Phải đổi với nhau không? Đúng rồi. Là thêm. Thêm 5 cái nữa và bằng kết quả. Với là cộng thêm 5, 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 cái đổi với là bằng 8. Rồi xong. Với là 2 cái với là thêm cộng. Đó là thêm 2 nữa. 2 cái nó đổi với nhau là bằng mấy? Có thêm cộng nó là 4. Rồi đổi với nhau là bằng 8. Rồi có 8 cái. Thêm trừ với 4.
4, 1, 2, 3, 4, 4 cái. Bắt đi. Thêm chờ bọt nó. Bắt đi một cái là bằng 3. Rồi có 8 cái. Rồi thêm chờ là 2 nữa. Bắt đi 2 cái. Rồi thêm chờ với là 3 nữa. Bắt đi 3 cái với là bằng 3. Xong rồi. Xong. Rồi kiểm tra cho bố nào, đọc cho bố nào. Từ nha. Rồi chỉ vào đọc cho bố. À, ta 7 cộng 1 bằng 8. Tiếp tục. Thêm 1 nữa với là thêm cộng 7 nữa là bằng 8. 2 à 6. 6 cộng 2. Cộng 2 bằng 8. Đấy, đọc thế này nhá. 2 cộng 6 bằng 8. 3 bằng cộng 5 bằng 8. Là thêm 5. Rồi thêm cộng. Rồi thêm 3. Rồi thêm bằng 8. 4 cộng 4 bằng 8. Có 8 trừ 7 bằng 1. 8 trừ 1 bằng 7. 8 trừ 6 bằng 2. 8 trừ 2 bằng 6. 8 trừ 5 bằng 3. 8 trừ 3 bằng 5. 8 trừ 4 bằng 4. Rồi thêm 1 là cộng với là 2 với là cộng với là 5 bằng 8. Rồi 2 cộng 2 bằng cộng 4 bằng 8. Rồi thêm 8 trừ 4 trừ 1 bằng 3. 8 trừ 2 trừ 3 bằng 3. Rồi ok. Bây giờ là hết rồi. Bây giờ mình nghỉ nhá. Rồi con thơ mình nghỉ. Chào các bạn nhá. Như các bạn đã thấy là con vừa mới học xong kiểu bài toán số lớp 1, bài số 5. Và vừa mới kiểm tra xong những cái bản này, các bạn có thấy đó là con nó vừa mới học hôm nay nữa là buổi, hôm nay là buổi thứ 5, buổi thứ 5 nha. Buổi thứ 5 mà giờ con cũng vừa học xong bài toán rồi, bây giờ cho kiểm tra lại. Bây giờ con mới học bằng cái kết quả này, theo như các bạn cũng thấy đó là con mới học bài thứ 5 thôi. Có khi biết là nó cũng hay cái lắm nhưng mà kết quả nó cũng đúng hết rồi. Vậy hôm nay cho con bài kiểm tra bài toán thứ 7 đó nha, chào các bạn nha.